Cô Lê Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục trở lại nhà vườn của Dương Nguyễn, giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép rất là nhiều màu đẹp nha bà con. Số điện thoại liên hệ với nhà vườn ở dưới góc trái phía dưới màn hình nha. Mời bà con và các bạn cùng gặp Dương để chi tiết giao lưu ạ. Rồi anh chào Dương. Chào anh Liêm nha, chào quý bà cô chú đang xem kênh của anh Liêm nha. Hôm nay nhà vườn chúng em có một số hoa giấy đang nở bông rất là đẹp, giao lưu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là mình vô mã số 1 là một cây cẩm thạch lá nhỏ nha chú anh chị. Sakura Blycan. Chiều cao của cây là 63. Hoành thân là 17. Tán ngang là 56, cây này là 280.000 cho mã 1. Cây kẹo hoa hết ha. 280.000. Mã số 2 là cây tím tiết nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 71. Hoành là 14. Tán ngang là 58. Cây này 260.000, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Mã số 2 là 260.000. Mã số 3 là cây đỏ lửa. Chiều cao là 68. Hoành thân là 12. Tán ngang là 59. Cây này là 220.000. Mã số 3. Mã số 4 là cây tím tiết. Tím tiết chân dài luôn. Chiều cao là 81. Hoành thân là 12. Tán ngang của nó là 46. Cây này 200.000 cho mã số 4 luôn. Mã số 5. Cây này hai màu. Hai màu nha cô chú anh chị. Tiên nữ với tím tiết. Tím tiết. Chiều cao của cây là 85. Hoành là 13. Cây này 260.000 luôn. 260.000 cho mã số 5. Mã số 6 là cây đỏ lửa. Chiều cao của cây là 79. Hoành thân của nó là 12. Cây này là 230.000 luôn. 230.000 cho mã số 6. Mã 7 cũng là cây tím tiết luôn. Chiều cao của cây là 58. Hoành là 12. Tán ngang của cây là 38. Cây này là 180.000 cho mã 7. Mã số 8 là cẩm thạch siêu bông. Chiều cao là 60. Hoành cổ là 11. Tán ngang của nó là 41. Cây này là 200.000 luôn. Cho mã số 8, 200.000. Mã số 9 là cây tím tiết với đỏ lửa. Cây tím tiết với đỏ thái nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 85. Hoành thân của nó là hoành 8. Cây này 170.000 luôn. Hai màu rất là đẹp. 170.000. Tiếp thêm lên cây là mã 10. Là tím tiết 2 tầng nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90. Hoành là hoành 15. Cây này là 270.000 luôn. 270.000 cho cây tím tiết 2 tầng. Tiếp theo cũng là cây tiên nữ luôn, mã 11. Ủa? Hồng gân. Cái này là cây hồng gân nha cô chú anh chị.
Chiều cao của cây là 66, hoành là 12, tán ngang của nó là 54. Cây này 220.000, 220.000 cái mã 11. Mã 12 là cây tím khói. Chiều cao của cây là 76, hoành thân là 12, tán ngang của nó là 64. Cây này là 290.000, 290.000 cho mã 12. Đang có bông rất là đẹp luôn ha. Rồi. Mã 13 cũng là cây tím tiết luôn. Chiều cao của cây là 65, hoành của nó là 16, tán ngang của nó là 58. Cây này 200.000, bao sống bao ship toàn quốc luôn. 200.000 cho mã 13. Tiếp theo là mã 14, cũng là cây tím khói luôn. Tím khói đang nụ bức. Chiều cao của cây là 80, hoành là 11, tán ngang của nó là 50. Cây này là 220.000, 220.000 cho mã 14 luôn. Tiếp theo là mã 15. 15 là một cây ba màu. Bốn màu ha. Mã 15 là 4 màu nha cô chú anh chị, 4 màu Thái. Chiều cao của nó là 1m05. Hoành thân của nó là 16. Cây này là 390.000 luôn. Gồm 390.000 cho mã 15. Vàng, cam, đỏ và trắng phước hồng. Cây đang bút nụ. Mã 16 cũng là cây tím tiết luôn. Chiều cao của cây là 73, hoành cổ là 11, tán ngang của nó là 48. Cây này là 200.000, 200.000 cho mã 16. Tím tuyết siêu nụ. Mã 17 cũng là cây tím tiết luôn, rất là nhiều bông nha cô chú anh chị. Chiều cao là 83, hoành là 11. Tím tiết cây trên dài một cốt. Tán ngang của cây là 65. Cây này là 200.000 luôn. 200.000 cho mã 17. Tiếp theo em lên mã 18. Là cây cam lửa nha cô chú anh chị. Cây cao to. Chiều cao của cây là 1m14, hoành cổ của nó là 18, tán ngang của nó là 87. Cây này em xin giao lưu là 480.000 luôn. 480.000 cho mã 18. Cây cao to khủng luôn. Tiếp theo là mã 19. Cẩm thạch. Cẩm thạch tím siêu bông. Chiều cao của cây là 68, hoành là 17, tán ngang là 51. Cây này mã 19 này là 200.000. Bao sống bao ship luôn bà con ơi. Mã 20 là cây hồng gân. Chiều cao là 69, hoành là hoành 10. Cây này là 250.000, rễ xoắn luôn. 250.000 cho cây hồng gân. Mã 21 cũng là mã cuối nha cô chú anh chị, là một cây tím tiết.
chiều cao là 66, hoành là hoành 10, lá ngang của nó là 49, cây này là 170.000 luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của em, mong cô chú anh chị ủng hộ cho nhà vườn chúng em nha. Rồi, cảm ơn Dương nha, mến chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ, hy vọng bà con sẽ hợp nhãn và chốt những cái cây rực rỡ hoa như thế này của nhà vườn Dương Nguyễn nha. Chi tiết số điện thoại liên hệ góc trái màn hình nha bà con phía dưới. Rồi chào bà con nha, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.